thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước chưa từng có do nhu cầu tăng cao và khủng hoảng khí hậu đang gia tăng và nó đặc biệt nghiêm trọng ở những quốc gia đang phát triển vậy những giải pháp nào đang được đề ra để bảo vệ nguồn nước lâu dài mời quý vị theo dõi chuyên mục nhìn ra thế giới ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên yến thành Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, nước là sự sống. Tuy nhiên, báo cáo của Diện Tài nguyên Thế giới WRI công bố hôm 16 tháng 8 cho biết hiện có một phần tư dân số thế giới đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng về nước cực kỳ cao. Khủng hoảng nước sạch là cơn ác mộng đối với 2,3 tỷ người trên thế giới và dự kiến đến năm 2050 sẽ có thêm 1 tỷ người nữa bị thiếu nước. Tại Abidjan, bờ biển Nga, những người phụ nữ này hàng ngày phải ra suối lấy nước sinh hoạt cho gia đình nếu không đủ nước, họ sẽ phải mua nước sạch với giá gần 400.000 đồng cho một thùng 20 lít. Chúng tôi không có nước sạch để dùng trong hơn một năm rồi. Ngày nào chúng tôi cũng phải tới con suối này để lấy nước dùng tạm. Thực sự mệt mỏi. Dùng nước suối lâu khiến lũ trẻ nhà tôi bị viêm dạ dày. Chị gái tôi đang mang thai cũng bị nhiễm khuẩn mãn tính. Tại Ấn Độ, thiếu nước đã buộc người dân nhiều vùng phải chiến đấu mỗi ngày với cơn khát nước ngọt. Ở đây chỉ có một cái giếng, hộ dân thì đông, không có đủ nước sạch cho sinh hoạt, chưa nói tới việc tưới tiêu và gia súc. Nam Á hiện có hơn 74% dân số phải sống trong cảnh thiếu nước nghiêm trọng nhưng khu vực này vẫn còn đứng sau Trung Đông và Bắc Phi, nơi có đến 83% dân số bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới WRI, khoảng 4 tỷ người, tức một nửa dân số thế giới, đã phải đối mặt với tình trạng căng thẳng cao về nước ít nhất một tháng mỗi năm. Hiện tại, có 25 quốc gia đang phải đối mặt với mức căng thẳng cao cực độ về tài nguyên nước. Tình trạng này có nghĩa là sự mất cân đối giữa việc sử dụng nước và các nguồn nước dự trữ của họ đã lên tới ít nhất 80%. Bahrain, Cộng hòa Sip, Kuwait, Liban và Oman là những nước phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhất trên thế giới. Khủng hoảng nước gây tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, không chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước uống, sức khỏe con người, mà còn gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp và thậm chí có khả năng gây ra xung đột chính trị. Vậy những nguyên nhân nào khiến cuộc khủng hoảng nước ngày càng trầm trọng hơn? Trên toàn cầu, nhu cầu về nước đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1960 và dự đoán sẽ tăng thêm 20 đến 25% vào năm 2050. Nhu cầu nước gia tăng bắt nguồn từ nhiều yếu tố, bao gồm dân số ngày càng tăng, sự bùng nổ của nông nghiệp tưới tiêu, Nhu cầu ngày càng cao về sản xuất năng lượng các ngành công nghiệp cùng với các chính sách sử dụng nước không bền vững. Biến đổi khí hậu cũng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất từng được ghi nhận. Theo các nhà nghiên cứu, chu trình tự nhiên của nước đang thay đổi, gây ra mưa lớn và hạn hán cực kỳ nghiêm trọng. Tài nguyên nước đang ngày càng khan hiếm hơn trong bối cảnh con người và hầu hết sinh vật đều cần nước hơn khi các đợt nắng nóng tấn công căng thẳng về nước sẽ cướp đi sinh mạng, đe dọa an ninh lương thực và có nguy cơ gây xung đột chính trị. Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhu cầu cạnh tranh về tiếp cận nước ngọt đang ngày càng gia tăng, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp và đe dọa an ninh lương thực. Đây là cảnh báo được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp Quốc FAO đưa ra ngày 16 tháng 10 trong lễ kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Theo FAO, khoảng 90% lượng nước ngọt tại khu vực châu Á Thái Bình Dương hiện nay tập trung cho các hoạt động nông nghiệp, nhiều hơn mức trung bình 75% được sử dụng cho nông nghiệp trên toàn thế giới. Hơn 90% dân số trong khu vực đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước sắp xảy ra. Tình trạng thiếu nước ở mức báo động đang đe dọa sự ổn định chính trị, kinh tế xã hội của nhiều quốc gia Mỹ Latin đã xảy ra nhiều vụ việc xung đột giữa các nhóm nông dân, người da đạo bản xứ và các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, khai thác khoáng mỏ. Dự kiến sẽ có thêm 1 tỷ người bị thiếu nước vào năm 2050. Căng thẳng này đòi hỏi các quốc gia phải hành động để ứng phó với cuộc khủng hoảng nước hiện nay. Nhiều giải pháp mang tính toàn cầu và quốc gia đã và đang được tiến hành nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nước, trong đó nổi bật là các biện pháp tiết kiệm nước sinh hoạt và nâng cao nhận thức của người dân. Tiết kiệm nước là giải pháp mang tính chiến lược. Theo WRI, chính quyền nhiều nước đã áp dụng các nước tại một số địa phương trước tình trạng báo động về nước. Cụ thể là Ấn Độ, Mexico, Iran, Nam Phi đã áp dụng chính sách này. Ở Bắc Mỹ và châu Âu, chính phủ các nước đã lên kế hoạch ứng phó với khủng hoảng nước. Pháp sẽ khởi động 1.000 dự án trong vòng 5 năm tới nhằm hướng tới mục tiêu tái sử dụng 10% tổng lượng nước của nước này vào năm 2030. Chính phủ Đức yêu cầu các nền kinh tế cần chung tay giảm lượng nước tiêu thụ. Không riêng gì ngành nông nghiệp dũng tiêu tốn lượng nước lớn mà các ngành như năng lượng, công nghiệp, du lịch, giải trí cũng phải tham gia. Theo chủ tịch Đại hội đồng Liên hiệp quốc Saba Korosi, thế giới đang đối mặt với khủng hoảng nước. Nếu không thay đổi hướng đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng nghiêm trọng. Để ngăn chặn tình trạng căng thẳng dẫn đến khủng hoảng nước các biện pháp trước mắt là dựa vào thiên nhiên chẳng hạn như bảo tồn và khôi phục vùng ngập nước và rừng nông dân áp dụng các kỹ thuật tưới nước hiệu quả hơn như tưới nhỏ giọt và các nhà hoạch định chính sách tập trung vào các nguồn năng lượng không phụ thuộc quá nhiều vào nước chẳng hạn như năng lượng mặt trời và gió nước được cho là nguồn tài nguyên quan trọng nhất trên hành tinh từ nước sạch cho sinh hoạt nước dùng cho các lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta lại không quản lý nước theo đúng vai trò quan trọng của nó. Ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm nay được Liên Hiệp Quốc phát động với chủ đề thúc đẩy sự thay đổi, qua đó kêu gọi cộng đồng cùng hành động để bảo vệ tài nguyên nước, để tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày. Một số hành động khuyến nghị như tiết kiệm nước không để vòi nước chảy lãng phí khi đánh răng rửa chén và chuẩn bị thức ăn bảo vệ thiên nhiên trồng cây sử dụng các giải pháp tự nhiên để giảm nguy cơ lũ lụt và trữ nước ngừng gây ô nhiễm không đổ chất thải thực phẩm dầu thải thuốc và hóa chất xuống cống rãnh ăn thực phẩm địa phương mua thực phẩm địa phương theo mùa và tìm kiếm các sản phẩm sử dụng ít nước hơn hãy khám phá tìm nguồn sinh thủy và chia sẻ nguồn nước những hành động mỗi người chúng ta làm, dù nhỏ đến đâu, cũng sẽ góp phần vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng nước. Khi chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của nước và có được giải pháp toàn diện để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này, thì nước sẽ trở thành đòn bẩy cho nền kinh tế xanh, giúp phục hồi khí hậu và góp phần tạo nên một thế giới bền vững. Do đó, quản lý tình trạng khan hiếm nước bằng cách đảm bảo tiêu thụ và sử dụng tài nguyên nước hợp lý sẽ là một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ này. Nhìn thế giới ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.